đầu nỗi nhớ là một bài thơ của nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính được nhà sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc. Đây là bài thơ đã đạt kỷ lục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với giá bản quyền cao nhất hiện nay ở Việt Nam. Bài thơ Bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ được nhà báo Trần Đình Chính sáng tác vào mùa hè năm 1980 chỉ sau 8 phút. Bài thơ là mối tình đầu của ông với một cô sinh viên văn khoa Sài Gòn đi cùng đoàn của sở thương nghiệp sang Campuchia xây dựng mạng lưới bán hàng. Năm 1984, bài thơ lần đầu được đăng trên báo Nhân dân. Tác giả Nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính sinh năm 1955, bút danh Trần Hoài Thu. Ông là bộ đội thông tin trong chiến tranh Việt-Mỹ Chiến đấu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Sau chiến tranh, ông theo học và tốt nghiệp Khoa ngữ văn trường đại học Tổng hợp Hà Nội Sau đó ông làm phóng viên của báo Nhân dân Ông ở Hà Nội và đã hai lần lập gia đình Ông có hai con với người vợ trước Con gái lớn đã lập gia đình Con trai đang theo học đại học Và một cô con gái 8 tuổi với người vợ sau Trần Đình Chính đã có 40 năm làm phóng viên cho báo Nhân dân. Năm 2009, ông phát bệnh thận và bệnh tiểu đường biến chứng khiến đôi mắt gần như không nhìn thấy gì. Do thiếu tiền chữa bệnh, phải chạy thận thường xuyên nên ông buộc lòng phải đem bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ ra bán bản quyền lấy tiền chữa bệnh. Khi biết được thông tin về trường hợp của tác giả Trần Đình Chính ông Nguyễn Xuân Hàn, một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, đã đồng ý mua bản quyền của bài thơ với giá 300 triệu đồng. Nhà thơ Trần Đình Chính cũng được nhiều nhà hào tâm giúp đỡ để, để chữa bệnh hiểm nghèo. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC đã chuyển toàn bộ số tiền thu được trong 10 năm của bài hát cho ông. Dù ông chưa ký hợp đồng ủy thác quyền cho VCPMC Nhưng bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã là thành viên của VCPMC Phổ nhạc Năm 1987 Bài thơ đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc Và trở thành bài thơ, bài hát được nhiều người yêu thích có nhiều ca sĩ đã hát tác phẩm này nhưng ca sĩ Bảo Yến được cho là người thể hiện thành công nhất Nhạc sĩ Phan Huỳnh đều nhận xét rằng Điểm đặc biệt của ở hai đầu nỗi nhớ là càng trải qua thời gian Càng có thêm nhiều người yêu mến Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình Ở hai đầu nỗi nhớ là bài thơ, bài hát mà tôi yêu thích nhất Cảm nhận Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã đánh giá bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ thật sự là một tác phẩm thơ xuất sắc và được nhớ. Bài thơ đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng ngôn từ, không ồn ào, không nỉ non, những từ ngữ trong sáng mượt mà và đẹp. Nhờ những áng thơ, bản thân nó đã toát lên vẻ thanh khiết của một mối tình. Bài thơ là tiếng nói đầy ắp yêu thương của tình yêu và nỗi nhớ. Cái giạt rào tình thương đã vượt lên trên tất cả là niềm tin, niềm hy vọng ở một tình yêu được hội tụ bởi tinh hoa của trời và đất của con người với con người. Nhà báo thép mới từng viết Đời mỗi người làm văn, làm thơ, làm báo cũng chỉ cần một tác phẩm như ở hai đầu nỗi nhớ là đủ. Nhà thơ Nguyễn Đỗ Bảo Trân cảm khái Nỗi nhớ như một sợi dây mà hai đầu là hai đối tượng yêu nhau quyết liệt, không thể buông rời. Kỷ lục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Ngày 13 tháng 1 năm 2013, bản quyền bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ chính thức được bán với giá 300 triệu đồng, nộp thuế 30 triệu cho ông Nguyễn Xuân Hàn trước sự chứng kiến của Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Với giá trị bản quyền 300 triệu đồng, bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ đã vượt giá trị thương mại so với bài thơ từng được bán bản quyền trước đó là bài Màu tím hoa xin vừa hữu loan vào năm 2004. Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ là một trong 10 kỷ lục Việt Nam thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ lần thứ hai năm 2013. Đây là kỷ lục nhằm tôn vinh những giá trị của sở hữu trí tuệ do các tổ chức cá nhân Việt Nam tạo ra. Câu chuyện tình của hai đầu nỗi nhớ Bất ngờ, bắt gặp bức ảnh này trong album cũ của gia đình Nhà báo Trần Đình Chính, tác giả bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu phổ nhạc. Hôm đó báo nhân dân kỷ niệm ngày thành lập ngày 11 tháng 3 thì phải. Trần Đình Chính mời mình nhảy điệu Lâm vông. Chính đã trở về với cát bụi cách đây mấy năm vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Ca khúc ở hai đầu nỗi nhớ của chính cũng có một số phận đặc, đặc biệt. Dạo đó blog hang cua của Hiệu Minh Là nơi bọn mình thường quê quần với nhau Trên mạng ảo mỗi tối Mình đưa bài viết này Đã đăng trên báo an ninh thế giới cuối tháng Lên hang cua Và thế là câu chuyện trở nên rôm rả Bất ngờ nhất mấy hôm sau Mình nhận được thông tin của chính Cho biết chính đang mắc bệnh tiểu đường rất nặng Không có tiền cứu chữa Chính có ý nhờ mình giao bán bản quyền bài thơ đã được phổ nhạc. Do đó chưa có Facebook và mình cũng chưa có blog riêng. Sau khi bàn bạc với Hiệu Minh, với các bạn còm sĩ trong hang cua, trước đó hang cua chúng mình cũng quyên góp với nhau chút ít và mình đại diện mang số tiền đó đến thăm chính. Nhưng làm thế nào để bán được bản quyền bài thơ đã trở thành ca khúc? Mình bèn nhờ Trang Anh Ba Sảm và blog quê choa của bọn Lập. Lúc đó hai trang web cá nhân rất nổi tiếng. Đông bạn đọc chào hàng. Rất may, ít bữa sau, một doanh nhân trong Sài Gòn lên tiếng muốn mua bản quyền bài thơ đã phổ nhạc của chính với giá 300 triệu đồng. Dù Trần Đình Chính đã không qua khỏi căn bệnh rất nặng, nhưng có lẽ khi trở về với cát bụi, chính cũng cảm giác ấm lòng vì tình người vì những gì lan tỏa và cuốn hút mọi con tim mà ca từ ở hai đầu nỗi nhớ với nét nhạc da diết đắm say của nhạc sĩ phan huỳnh điều khiến bài thơ thêm thăng hoa có một ca khúc ngay khi lần đầu được nghe lập tức trở thành nỗi ám ảnh với tôi bởi những cung bậc quá da diết nhưng còn bởi nó có một số phận riêng lần ấy kết thúc một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cái nhà báo được mời đi ăn có cả hát karaoke Thu thật trong mối quan hệ giữa báo chí với các quan chức giáo dục tôi luôn giữ một khoảng cách vừa đủ gần vừa đủ xa lịch lãm và tôn trọng giữa cuộc vui một giọng hát cất lên có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương ở đầu này nỗi nhớ anh mơ vẻ bên em Ngồi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn Đêm nghe tiếng mưa rơi Đến mấy triệu hạt rồi mà không vơi nỗi nhớ Cả không gian như lặng đi Giọng hát của một vị quan chức sâu lắng chân thành Những luyến lái của ca từ vừa đủ độ Vừa ngọt ngào truyền cảm như một nghệ sĩ thực thụ Lại như một kẻ đang yêu Ông dường như đang sống những giây phút thật nhất của con người mình Không có vẻ mặt đạo mạo thậm chí cao có Không có cái động tác bút phê vừa nghiêm cẩn vừa lạnh lùng Cánh nhà báo ngạc nhiên tâm tắc Nghe ông hát bỗng cảm thông với ông và thấy ông dễ thương hơn Thế rồi ở hai đầu nỗi nhớ nhạc văn huỳnh điều Từ đó trở thành một trong những bài hát tôi yêu thích Nhất là những đêm đông nằm nghe mưa rơi tiếng mưa lắc rác trên mái hiên lạnh lạnh Trên lá cây buồn buồn nhẹ nhẹ âm thầm Có lúc bỗng rào rạc như ghim nén nổi Đêm nghe tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi Mà cũng vơi nỗi nhớ Tiếng mưa ám ảnh và tận trong mộng mị trong kiều lãng Làm sao mà đếm được mấy triệu hạt mưa Mà đếm được cái vô hạn vô cùng Nhưng bất ngờ nhất là khi tôi biết rằng Bài thơ được phổ nhạc lại là của trần hoài thu tên thật là trần đình chiến một nhà báo đồng nghiệp của báo nhân dân trong mắt tôi chính là một người hướng nội hơi lặng lẽ khắc khổ một tiếp người không dễ chia sẻ có nói chuyện chính cũng diễn đạt khô khan ngắn gọn tôi có nhóm bạn đồng nghiệp chơi với nhau khá thân nhưng lại không thân với chính cùng cơ quan đấy nhưng chúng tôi ít gặp nhau vì ai cũng bận rộn với mảng việc của mình có gặp hai chị em chỉ mỉm cười gật đầu, cái gật đầu thiện cảm chân thành. Duy nhất một lần chính bảo, người đàn bà như chị sao không sinh thêm một đứa con gái nữa nhỉ, phí ghê. Hai chị em cười giòn giã sau câu chiêu đùa. Hóa ra, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê gốc chính là Ngọc Lũ, Hà Nam, mảnh đất của trống đồng Ngọc Lũ. Trong ký ức mình, cha của chính một người thợ may từng có cửa hàng may ở phố Huế là người hiền lắm, dễ tình lắm. Đến nỗi coi lần, bà nội của chính bảo bố mày là con gái thì chửa hoang không biết bao lần. Chính cười khục khục khi kể tôi nghe vậy. Đôi mắt hơi sách nghịch ngợm tinh quái khác hẳn với lúc bình thường trầm tư khi nào cũng như đang nghĩ ngợi một việc gì. Những ngày tháng của tuổi thơ Chèo me chèo xấu Bắt chim bắt cá bụng dại Lêu lỏng mọi ngõ ngách Hà Nội Ăn doi ăn vật của cha rồi cũng qua Chính trở thành anh lính Hà Nội Vào tháng 9 năm 1973 Khi mới học lớp 10 cũ Của trường cấp 3 Trần Phú Được mê hôm Bắt đầu cuộc đời mới Những trải nghiệm gian truân nhất Của đời lính là khi tháng 3 Năm 1974 Chính cùng đồng đội vào chiến trường cái khắc nghiệt và khốc liệt của chiến tranh. Trước khi đọc trong trang sách học trò, trong các tác phẩm văn học, giờ nếm trải đến gan chuột trong trang đời. Sống cùng nó, ăn ngủ cùng nó. Hỏi, kỷ niệm chính nhớ nhất những năm tháng đời lính là gì? Chính bảo, đó là cái thời khác gần cái chết nhất. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, buổi chiều ngày 27 tháng 4 ấy, được trên thông báo, có một đoàn xe phía đối phương đang chuẩn bị chạy qua đoạn Vĩnh Long và Cần Thơ. Chính và đồng đội phải chốt chặn tại quốc lộ 4 nằm trong đơn vị cối, đơn vị hỏa lực C-12. Loạt của đầu tiên vừa bắn ra, đính bên kia nháo nhào nhảy xuống hai bên đường. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, bỗng chính nghe thấy cọc một tiếng. Tiếng nổ đầu nòng của một loại súng cối, linh cảm và kinh nghiệm trận mạc cho biết nó sẽ nổ rất gần mình. Chính chỉ kịp nhào vào phía trong công sự để đạn nổ. Đất đá mù mịt, anh em ai cũng tưởng chính dính rồi. Chiến tranh là vậy, cái sống cái chết đều mong manh như sương khói. Đôi khi chính chỉ nhớ tới cái tiếng cọc lạnh tanh khô khốc và cả cái cảm giác giận gáy. Hai năm sau, chàng lính trẻ Hà Nội xuất ngũ, số phận run rồi chính vào làm việc báo nhân dân Thế nào mà anh chàng đang học nghề báo lại được cơ quan cử trong đoàn cán bộ nhân viên sang giúp báo bạn Campuchia? Chính ở nơi này, tại Phnom Penh, anh gặp mối tình đầu của mình, một người con gái nhân vật chính của bài thơ. Người thiếu nữ ấy có cái tên rất lạ, MD. Cái tên là sự kết hợp của hai loài hoa đẹp của Sài Gòn và Hà Nội mỗi khi xuân về. M.D. xinh xắn vẻ sinh xắn của tuổi mới lớn e lệ và quyến rũ đang là sinh viên văn khoa sài gòn bị cuốn vào luồng gió mới M.D. rời trường đại học tham gia hoạt động thủ đô và đông bay ngày đó hoang vắng lắm nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu xa những đường phố lớn đẹp đặc sắc bởi những ngôi biệt thự kiến trúc cổ âu á đặc sắc có thần rắn naga hai đầu có những hồ nước những dàn cây bằng lăng tím trầm tư hay dàn cây châm anh vàng rực rỡ. Giữa vẻ mỹ lệ của thủ đô cổ kính, chính đã gặp và bị mờ đê hút hồn. Thanh xuân gặp thanh xuân, lúc đó chính mới 22 tuổi, còn mờ đê 20 tuổi. Trai Hà Nội gái Sài Gòn, cái gì phải đến đã đến. Tình yêu dù kín đáo đến giường nào cũng khó giấu được, nó cứ dở dở như đôi mắt lè lấy như nụ cười mỉm con gái Bất chợt nhìn bất chợt e thẹn Đường phố Phnom Penh bỗng như thơ Hay trong con mắt kẻ si tình Có gì mà không trở nên lộng lẫy ngày nghỉ nào Chính cũng lái chiếc xe lẻ 304 Đưa MD đi chơi khắp thành phố vào chợ Các bà các ma Campuchia cứ tấm tắc khen ngợi đôi má Tình yêu đầu ngọt ngào và say đắm Lần đầu chính cảm nhận được thế nào là hạnh phúc Đồng nghiệp bạn bè biết chuyện Ai cũng buôn vào cho chàng lính trẻ Hà Nội Và cô sinh viên văn khoa Sài Gòn Thế nhưng Giống như những câu chuyện tình buồn Trong cuốn quyết đã có mầm chia xa Trong nụ cười đã có ngân ngân lệ Cản ngại lớn nhất Lại đến từ phía gia đình bờ đề. Sau chiến tranh Cả gia đình cô bỏ Sài Gòn về sông bé sinh sống Tình yêu đầu non nớt của đôi trẻ mãnh liệt đấy nhưng quá mong manh đã không đủ sức vượt qua nổi núi cao sông rộng của sự mặc cảm định kiến bên này bên kia. Chiến tranh đã tắt ngập, nhưng chuyện hai phía đắng cay thay nó lại hiển hiện ở chuyện tình của đôi trẻ. Còn chính tháng 4 năm 1980 sau một năm rưỡi công tác ở nước bạn chính cũng được lệnh trở về Hà Nội những gì đẹp đẽ nhất êm ái nhất với chính lúc đó dường như đã để lại ở pênh con đường trở về nước háo hức mà cũng đầy dư vị khổ đau của sự hợp tan những chiều hà nội chính bảo ngắm nhìn phố xá ngắm nhìn con cái hà nội thấy đẹp quá nhưng ai ai cũng có đôi chỉ riêng chính một mình một mình nhớ một mình thương âm thầm khổ sở những đêm mưa hà nội sao dài thế không ngủ được chính nằm co giò đếm tiếng mưa rơi, quay quát với những kỷ niệm. Một chiều tình cờ chính nghe tin bộ đội Việt Nam từ Campuchia rút về nước, trong đó có binh đoàn cửu Long. Nỗi nhớ những kỷ niệm chiến trường nhớ mở đê, ập đến ra giết tưởng phát khóc. Trái tim đỏ bông nở hoa. Chính viết liền một mạch, bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ ra đời như thế. Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Anh đang ở Pailin, rừng cộp khô trong nắng. Thương em ngoài ấy lạnh, muốn gửi chút nắng rừng. Chào Blong Bênh mến yêu. Bài thơ ấy chính ký tên Trần Hoài Thu. Trình nhớ qua những mùa thu, mùa thu Blong Bênh, mùa thu Hà Nội. Mùa thu của nhớ nhung của dấu yêu của tình đầu ngọt ngào ra giết. Sau này Trần Hoài Thu cũng là tên đứa con gái đầu của chính Khỏi phải nói Chính sung sướng đi thế nào Khi bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ Mấy ngày sau Đăng trang trọng trên báo Cũng phải công bằng bài thơ đăng lên Được nhiều người biết Là khi được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc Có điều khi đó chính chưa biết Năm 1988 Đi công tác Sài Gòn Vào chợ Bến Thành Qua cửa hàng băng đĩa Chính bỗng sững người Khi nghe giọng bảo Yến cất lên trầm ấm Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ hóa ra bài thức của chính đã được phổ nhạc từ lúc nào phải một lúc mới chân tịnh được chính vào cửa hàng hỏi mua băng nhạc đó tập hợp toàn bài hát của nhạc sĩ phan hình điều với tiêu đề ở hai đầu nỗi nhớ rồi sau này sau này nữa chính còn được nghe nhiều lần ca khúc ấy trong những hoàn cảnh khác nhau mỗi lần là như sống lại với cảm giác rất riêng của những kỷ niệm dấu yêu ở tòa soạn chính là một đồng nghiệp cẩn trọng với nghề, một phẩm cách đáng quý của nghiệp cầm bút. Giữa thời buổi nhiều chen lấn chụp giật. Nhưng thú thật, tôi cũng đã không dám hỏi sâu hơn về đời riêng của chính, cũng không muốn hỏi kỹ hơn về mở đê, người con gái năm xưa. Phận đàn bà 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. Chính cũng đã có bến bờ riêng và gặp nhiều dông bão. Thoáng chút tới đôi mắt của chính buồn buồn mà theo chính do quá khác nhau về những quan niệm giá trị. Sự khác nhau có thể hút nhau mà sự khác nhau tiếc thay đôi khi làm con người ta xa nhau vĩnh viễn. Chính cũng giật ngay thẳng khi bảo rằng trong chuyện chia tay thì chắc chắn cả hai người cũng có lỗi. Chính đã ra khỏi ngôi nhà xây đẹp đẽ ấy một cách rất đàn ông giờ đây cuộc đời như đang an bài với chính anh đã có một gia đình khác với người vợ trẻ cùng nghề mà khi đó chính bảo tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới vì cô ấy còn trẻ quá nhưng tình yêu là chuyện của con tim đâu phải chuyện tuổi tác thơ xưa viết cho một người giờ hát cho mọi người một nhạc sĩ tài danh đã viết như vậy có thể chính cũng chỉ là tác giả nhà thơ của một bài thơ nhưng quan trọng đó chính là con tim đã cất lên mà tiếng mưa rơi mới chỉ là khúc dạo đầu để rồi hàng triệu con tim khác hòa ca. Quan trọng hơn, ở hai đầu nỗi nhớ đã khiến cho rất nhiều con tim hiểu rằng điều diệu kỳ nhất của tình yêu có những cái tưởng là mất hoa ra mới là mãi mãi. Gặp người, chào bán bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ. Tôi đếm không ít hơn 7 lần người lính từng cận kẻ cái chết sát ngày giải phóng miền Nam nói Muốn chiến đấu giành lại sự sống trở lại cuộc sống bình thường Để được tiếp tục làm báo làm thơ Anh phải bán bài thơ vì lý do ấy Lần thứ hai ở Việt Nam có người chào bán bài thơ để đời, đời của mình Một bài thơ đã ăn sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ sau khi được phổ nhạc Ở hai đầu nội nhớ Thơ của nhà báo Trần Đình Chính nhạc Văn Huỳnh Điều Trước đó năm 2004, sự kiện còn đỉnh đám hơn bây giờ là chuyện bản quyền 100 triệu đồng bài thơ màu tím hoa sim của thị sĩ Hữu Lan ở Hai Đầu Nội Nhớ. Nhưng đằng sau hai thương vụ bản quyền thơ lại là hai chuyện đời rất khác. Nếu không muốn nói, câu chuyện về sau chua xót hơn rất nhiều. Năm 2004, công ty Việt VTB là phía chủ động mua bản quyền màu tím hoa sim để cho thế giới thấy Việt Nam yêu thơ thế nào tuân thủ công ước bơn và ai cũng hiểu đó là một cách vừa đường hoàng vừa thông minh để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nhưng ở hai đầu nội nhớ thịt ngược lại người sinh thành ra bài thơ chủ động chào bán không mang ý nghĩa gì cao xa càng không vì muốn xây nhà lầu xe hơi mà để chữa bạo bệnh tiểu đường đã biến chứng làm mắt gần như mờ hẳn gặp Trần Đình Chiến trong một căn hộ tập thể cũ trên đường Võ Đi Sáu. Ngay sau buổi chiều thông tin anh chào bán bài thơ được tải lên mạng. Một phụ nữ chàng 40 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, tao hơi bồng trải vội. Ra mở cửa, chào như thể đã biết trước người bấm chuông là tôi. Rồi nhanh chóng vào bếp. Có vẻ mắt không nhìn được, nên chị ốc minh mẫn và tai nghe rất rõ. Anh chính mời tôi ngồi vào ghế bên cạnh một số phóng viên nữ cũng đang hỏi chuyện. Cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ giữa những người cùng nghề làm báo bị ngắt quãng sau chừng 15 phút. Vợ anh, người phụ nữ ra mở cửa kéo ông tay áo anh lên và tiêm insulin cho chồng. Một trong gần chục loại thuốc hàng ngày anh phải sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo. Sau đó là một cốc sữa pha đặc nóng Chị kể danh giọt hàng tháng mất chừng 3 triệu dưới viện phí đã trừ bảo hiểm. Nhưng tốn chủ yếu là tiền thuốc. Phải có chừng đó thuốc mới đủ bổ trợ các loại chất và đề kháng. Duy trì cho chồng chạy thận suốt gần 3 năm mà không suy kiệt. Ngoài chuyện bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ Trần Đình Chính còn đọc cho tôi nghe những bài thơ khác như nhớ bác bài thơ đầu tay 54 tuổi. Người đàn bà trong đêm Quả bom đen và bông sen trắng Người đàn bà đến từ hiroshima Tôi hiểu nếu trước đây khi viết ở hai đầu nỗi nhớ chỉ là một người nghiệp sư làm thơ thì mấy năm nay vừa chạy thật nhân tạo anh vừa lao vào thơ thật sự. Thơ là nỗi lòng và cũng là bạn thân thiết. Anh ở ủ sẽ ra mắt được tập thơ đầu tay mang tên chính bài thơ để đòi Và cái khát khao cháy bỏng trở lại có sức khỏe bình thường với anh cũng là để tiếp tục làm thơ và làm báo. Thế rồi đến lúc đôi mắt Trần Đình Chính như sụp xuống giọng buồn lại khi nói về hoàn cảnh hiện tại của mình. Không tự lo được tiền thuốc men đè gánh nặng lên vai vợ. Những lần vào viện khẩn vì trào ngược dạ dày hay các biến chứng khác do tiểu đường. vốn có tính tỉ mẩn, tôi đếm công ít hơn 7 lần Người lính từng cận kề cái chết sát ngày giải phóng miền Nam nói Muốn chiến đấu giành lại sự sống, trở lại cuộc sống bình thường Để được tiếp tục làm báo làm thơ Anh phải bán bài thơ vì lý do ấy Có lẽ phải ở vào hoàn cảnh của Trần Đình Chính Mới thấu hiểu được nỗi rằng sẽ của anh Khi quyết định giao bán đứa con tinh thần ở hai đầu nỗi nhớ Ở hai đầu nỗi nhớ, mối tâm giao giữa thơ và nhạc Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều lúc sinh thời có nói rằng Trong các bản nhạc phổ thơ thì bài Ở hai đầu nỗi nhớ Ông thấy tâm đặc nhất Đây là điều rất đặc biệt Bởi Phan Huỳnh Điều được mệnh danh là Ông Hoàng phổ thơ chữ tình Của nền âm nhạc cách mạng Chữ của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát Đúng như vậy Tỉnh trong lá thiếp Bóng cây cờ nìa Anh ở đầu sông em cuối sông Sợi nhớ sợi thương Thuyền và biển Thơ tỉnh cuối mùa thu bài nào cũng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Bởi mà nhạc sĩ vẫn dành cho ca khúc ở hai đầu nỗi nhớ một tình cảm đặc biệt. Nghe qua bảo yến hay trước đó là ái xuân hát bài này, nhiều người thấy dâng một cảm xúc chứa chan vì giai điệu bởi lời thơ quá dịu dàng, mượt mà, tinh tế nên có thể nghĩ tác giả trần hoài thu là một nữ thi sĩ rất đa cảm. Nhưng thực ra trần hoài thu lại là một nhà báo tên là trần đình chính sinh năm 1954, công tác ở báo Nhân dân. Trần Hoài Thu là bút danh, sau này anh đặt tên cho con gái của mình. Sáng tác năm 1980, khi anh đang ở chiến trường Campuchia. Theo lời tác giả, đây là cảm xúc chân thành của chàng nhà báo 26 tuổi với một cô sinh viên văn khoa Thành phố Hồ Chí Minh đi theo đoàn của Sở Thương nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đem hàng hóa chi viện cho bộ đội ta và đồng bào nước bạn ở mặt trận Pailin đầy gian khổ và ác liệt. Tác giả với tư cách là phóng viên chiến trường đã sát cánh với cô sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nơi trận địa xa xôi và rồi chia tay người về tổ quốc người ở lại với cánh rừng khộp đỏ lửa với những trận mưa tối trời với bất bà hy sinh. Trong một buổi tối mưa rơi mùa hạ, Trần Hoài Thu ngồi trong lán sở chỉ huy tiền phương ngắm nhìn mưa rơi sao trời nhạt hỏa bất giác vọng lên câu thơ có một không gian nào, đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Mãi sau đó 4 năm, sửa đi sửa lại, rồi bài thơ mới được đăng trên báo Nhân dân năm 1984. Và nhạc sĩ Phan Hình Điểu tình cờ đọc thấy thích, chiêm nghiệm thêm 3 năm nữa mới phổ nhạc, để thấy có những điều dù là cảm xúc nhưng vẫn cần sự ấp ủ trong lòng để chờ đợi phút giây thăng hoa. Tác giả viết tiếp để vẽ về bức tranh thực của mình Cũng là cảm xúc thật của mình với người mình yêu thương Anh đang ở Pai Linh, rừng khộp khô trong nắng Thương em chiều mưa lạnh, muốn gửi chút nắng hồng Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngồi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn Viết đến đây toàn bộ cấu tư của bài thơ Cũng là tấm lòng tác giả đang yêu, được thỏa nguyện dù câu chữ vẫn rất rẻ rặt nhưng cực kỳ tinh tế. Đoạn cuối tác giả trở lại hiện thực và bùng nổ cảm xúc dâng trào tới tột đỉnh yêu thương. Ở đầu kia nỗi nhớ nằm đếm tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đầm thắm hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ là bài thơ tình hiếm hoi và nói nếu không quá là được sáng tác sớm nhất trong cuộc chiến tình nguyện quốc tế. Bởi mãi sau đó nhiều năm mới xuất hiện Phạm Sĩ Sáu, Lê Minh Quốc làm thơ viết về cuộc chiến này. Giai đoạn đầu chỉ có những nhà báo chiến trường như Trần Hoài Thu và may mắn trẻ nhà báo đã sáng tác được một bài thơ đặc sắc nhất của thời này. Bài thơ trở nên nổi tiếng hơn nữa khi được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc. Có điều khi phổ nhạc Ông lại bỏ khổ thơ thứ hai để có lẽ Để đưa bài hát lên tầm cao Với không gian và thời gian vĩnh cửu Đó là tình yêu Nhạc sĩ đã làm cho bài hát thuộc về mọi thời đại Chính vì thế Nhạc của Phan Huỳnh điểu cho đến hôm nay Vẫn như mới giàu cảm xúc chiều mến dịu dàng Trần Hoài Thu sáng tác bài thơ Ở hai đầu nội nhớ có 8 phút Khi đăng báo nhân dân năm 1984 Rồi được phổ nhạc năm 1987 Nhà sĩ Phan Văn Điểu đã đưa Trần Hoài Thu nổi tiếng cùng đội ngũ những nhà báo tài hoa làm báo nhân dân như Thép Mới Thuận Hữu sau này. Chính tác giả che Việt Nam Thép Mới phải khen ngợi. Đời làm báo làm thơ có một bài như ở hai đầu nỗi nhớ đủ để tự hào. Rất tiếc, nhà báo thi sĩ Trần Hoài Thu chưa kịp làm tập thơ lúc sinh thời. Riêng với bài thơ nổi tiếng ở hai đầu nỗi nhớ ngoài được phổ thơ thì những năm cuối đời lúc tác giả lâm bệnh nan nguy một mạnh thường quân đã bỏ ra 300 triệu đồng mua bản quyền bài thơ để tác giả có tiền chữa bệnh. Đây là kỷ lục có 102 về một tác phẩm thơ đương đại rất tiếc tác giả ra đi khi tròn 60 tuổi nhưng bài thơ vẫn ngân vang mãi trong lòng mọi người cho đến tận hôm nay. tác giả bài thơ ở hai đầu nội nhớ Trần Đình Chính qua đời. Nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính tác giả bài thơ nổi tiếng ở hai đầu nội nhớ qua đời lúc 9 giờ kém 15 phút sáng ngày 9 tháng 5 tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô hưởng thọ 60 tuổi. Tang lễ của ông bắt đầu vào hồi 11 giờ ngày 11 tháng 5 tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội. Sáng tác không nhiều nhưng chỉ với bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ viết vào mùa hè năm 1980, đăng báo Nhân dân năm 1984. Năm 1987, được nhà sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc, tác giả Trần Đình Chính bút danh Trần Hoài Thu đã xứng đáng đưa vào hàng ngũ những cây bút được nhiều người yêu thích. Nói bài thơ nổi tiếng này, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều ghi nhận, Điểm đặc biệt của ở hai đầu nỗi nhớ là càng qua thời gian, càng có thêm nhiều người yêu mến. Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình, ở hai đầu nỗi nhớ là bài thơ bài hát mà nhạc sĩ Phan Hình Điều yêu thích nhất. Đánh giá về bài thơ ở hai đầu nỗi nhớ khi còn sống, nhà thơ Phạm Tiến Duật, Nguyên Phó trưởng ban Đối Ngoại, Hội Nhà Văn Việt Nam đã cho rằng bài thơ đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Không ồn nào không nỉ non những từ ngữ trong sáng mượt mà bản thân nó đã toát lên vẻ thanh khiết của một mối tình. Bài thơ là tiếng nói đầy áp yêu thương của tình yêu và nội nhớ. Nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính sinh năm 1955, ông từng là bộ đội thông tin trong kháng chiến chống Mỹ, chiến đấu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau chiến tranh ông theo học và tốt nghiệp qua ngữ văn, trường đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi trở thành phóng viên báo nhân dân nơi ông đã làm việc 40 năm. Những năm cuối đời, nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính bị mắc trọng bệnh và ông đã ra đi thanh thản bên người thân trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Trong nỗi nhớ giản dị và sâu lắng của nhiều bản yêu thơ về những ca từ thật trữ tình và sâu lắng. Ở hai đầu nỗi nhớ, có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Anh đang ở Paris, rừng khộp khô trong nắng. Thương em chiều mưa lạnh, muốn gửi chút nắng học. Chào bà bến yêu, sức vườn tràn dụng sĩ. Tạm biệt dòng bốn mặt, sóng đang hát đôi bờ. Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ vẻ bên em, ngồi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau hơn. Ở đầu kia nỗi nhớ, nằm đếm tiếng mưa rơi, được mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đầm thắm hơn trần đình chính